Mình để ý rằng là những người mà vào kênh mình hỏi về việc là chọn mua ô tô nào thì đa phần người ta cũng chỉ có phân vân giữa như là với Accent City hoặc là những cái xe phân khúc cao hơn, chứ còn mình chẳng thấy mấy ai là họ vào họ phân vân là xe điện cả. Dù sao thì một chiếc ô tô ấy, có giá trị khoảng trên 400 triệu, 500 triệu đổ lên thì nó là một cái tài sản khá là lớn. Tỷ lệ sở hữu ô tô của Việt Nam thì vẫn chưa nhiều, 100 người thì chỉ có tầm hơn chục người có. Cho nên là cái việc có mua một con xe ấy, nhất là họ đã phải đắn đo rất là nhiều. Thứ hai là ngay cả bản thân gia đình họ cũng phải có tác động. Và mua một chiếc xe điện thì đấy, một cái thương hiệu non trẻ. Thế như VinFast thì họ làm xe xăng được có vài năm là họ bỏ rồi, bỏ rơi cái xe xăng. Thế có cái ông mua con lắc A đấy, ban đầu thì mình thấy là lên video cũng khen khí thế lắm, nhưng mà rồi một thời gian sau khi mà đi bảo dưỡng thì các bạn hình dung ấy, VinFast bây giờ họ tập trung vào xe điện thì bao giờ khách hàng mà mang xe điện đến bảo dưỡng rồi fix lỗi rồi cập nhật phần mềm mọi thứ đấy, nó rất là đông. Còn những khách hàng mà về xe xăng thì chắc chắn là phải chờ đợi. Và cái ông ý đến, thứ nhất là phải chờ từ 4 giờ chiều cho đến tận là 8 giờ tối mới xong. Thứ hai là kiểu như là luôn luôn bị phớt lờ, bởi vì là họ luôn luôn ưu tiên đấy, xe điện trước. Mình nói kể cả mảng xe điện luôn, như con E34 đấy, họ làm ra rồi bây giờ là họ để ra một loạt được VF5, VF7, VF6, VF8, VF9. Con E34 như kiểu là cái đứa con lạc loài vậy. Chắc chắn là sẽ không có phiên bản 2 của E34 rồi, không có phiên bản nâng cấp của E34 đâu. Họ ra các cái một loạt VF kia là họ dường như muốn bỏ luôn cái dòng E đấy. Ví dụ như là con VF5 ấy, các bạn có thể để ý nó chả ăn khớp, chả có liên quan gì đến mấy cái con VF6, VF7 cả. Cùng là VF đấy, nhưng mà đấy, rồi nó chẳng liên quan gì đến nhau với cái thiết kế. Nói về mảng tiết kiệm thì thực sự là mình chưa thấy nó tiết kiệm hơn đấy, đơn cử đấy. Như là họ nói sạc một lần hết 120.000, nhưng mà đa phần mọi người lại không có tính cái chi phí khấu hao pin vào. Cái pin của các bạn rõ ràng nó sẽ bị chai dần theo từng năm, và sau một thời gian là nó sẽ hỏng đúng không? Hiện tại họ đang bảo hành 7 năm à, 7 năm chai pin. Sau 7 năm ấy thì sao hả các bạn? Xe xăng các bạn đi 7 năm ấy, mình cứ cho đi tầm chục vạn, hơn chục vạn một chút. Với cái quãng đường đó với ô tô thì nó cũng chưa là cái gì cả. Các bạn cũng chỉ có bảo dưỡng đều đặn, định kỳ. Hơn chục vạn thì bảo dưỡng bao nhiêu lần? 20 lần. Hơn 20 lần đúng không? Trung bình mỗi lần mình bảo dưỡng hết 5-600, 600. Thì bảo dưỡng hơn chục vạn thì hết khoảng 20 triệu. Còn cái pin ấy, chênh lệch giữa bản thuê và bản mua là 80 triệu. Nhưng mà thay pin, nếu khi mà các bạn phải thay cục pin đó, làm gì có ra 80 triệu, nó phải nhân đôi lên. Cái pin là cái mà nó chiếm cái giá trị lớn nhất trên một chiếc ô tô điện. Giá trị của nó thậm chí gần bằng một nửa chi phí sản xuất luôn. Pin là thứ rất đắt tiền. Các bạn đi 7 năm mà phải thay cục pin hết 160 triệu.
liệu ai dám sẵn sàng bỏ ra một cục tiền lớn như vậy để mà thay cục pin đây các bạn. Một chiếc xe 560 triệu sau 7 năm giá trị nó còn bao nhiêu? Một chiếc xe xăng sau 7 năm. Mình nói ví dụ như chiếc Vios thì đời 2016 bây giờ bán nó khoảng hơn 300 triệu. Bán được giá đó bởi vì là người ta mua về, người ta dọn qua cái nội thất rồi đổ xăng vào để bảo dưỡng qua qua thế mà chạy. Chứ còn một chiếc xe điện sau 7 năm ai dám mua với cái giá 300 triệu khi mà pin đã hết hạn bảo hành và họ phải treo trên đầu cái việc là thay một cục pin giá 160 triệu. Vậy thì nếu mà mua xe đó với cái giá 300 triệu họ bắt buộc gần như là phải thay mới cục pin, họ phải bỏ thêm đến tận 160 triệu nữa. Quá tiền mua xe mới các bạn ạ. Cho nên là cái giá trị của ô tô điện thời điểm đó ấy, nó không bao giờ được 300 triệu. 300 triệu là đối với xe xăng thì mới bán được với giá đó thôi. Đó, phải trừ thêm cái tiền thay pin vào. Đó, ví dụ xe xăng thì 300 thì xe điện thì phải bán được giỏi lắm 200. 200 còn sợ vẫn còn đắn đo bởi vì là thêm hơn 100 triệu nữa thì nó ra đến tận hơn 300, gần 400 triệu. Quá tiền mua xe mới các bạn. Liệu cái cục pin đó có trụ được đến 7 năm không? Trong 7 năm nó hỏng thì còn đỡ, còn được thay mới. Chứ còn nếu mà sau 7 năm nó hỏng hẳn thì thôi. À mà còn một cái nữa, xe xăng các bạn đi 30 vạn trùng tu bảo dưỡng lại đi ngon. Có xe điện ở đây đã đi, ai đi đến 30 vạn chưa? Sau gần đó cái số mà nó cháy cái motor điện thì sao? Motor điện mà cháy thì phải thay hơn 100 triệu. Đó, đùng một cái hết bảo hành nên nó cháy motor thì sao? Đúng không? Còn xe xăng các bạn bảo dưỡng trùng tu lại đi lại ngon ngay. Cái việc mà cái quãng đường di chuyển ngắn ấy, nó vẫn là cái điểm yếu rất là lớn của xe điện. Có chạm sạc đấy, nhưng mà ví như khu mình đây vào tận Eco Park thì mới có chạm sạc, mà có 3-4 cái cổng sạc như thế mà sau này mà nhiều xe điện thì làm gì còn chỗ mà sạc. Mỗi lần ra ấy, mà lại thấy người ta đỗ kín phun hết rồi đấy, khi đó thì sạc ở đâu bây giờ? Mà đợi người ta sạc xong rồi mất tầm tiếng đó, mà công việc mình đang cần gấp, có ai có thời gian mà đợi đến một tiếng để mà sạc đấy, rồi cả thời gian mà đợi người ta sạc xong mất thời gian vô cùng. Mà thời gian thì là tiền bạc. Nhiều ông bảo là uống cà phê đợi sạc rảnh quá. Ở đây có bao nhiêu người rảnh đến như thế? Cho nên là bảo là về tiết kiệm, nhiều ông cứ bảo là xe điện tiết kiệm vô cùng. Đó là đếm cua trong lỗ, không tính đến cái lâu dài, mà chỉ tính ngắn hạn vài năm. Ừ thì như thế xe điện nó tiết kiệm hơn là phải. Chứ còn để mà tính lâu dài, tính về người cho chạy dịch vụ ấy, như con VF5 là pin nó chỉ có bảo hành là 140.000 km, là 14 vạn. Vượt qua cái số đó thì thôi. Thế là trung bình là mỗi năm là họ cho đi 2 vạn. Đi xe xăng này thì nó chỉ bảo hành 3 năm và 100.000 km thôi. Thì đúng, 3 năm mà đi đến 100.000 km thì nó cũng khó. Nhưng mà mình thấy là xe điện
chưa đi được đến số km như thế thì đã phải đi bảo hành rồi, bởi vì nó mới, nó còn nó lỗi nọ lỗi kia. Thế như ở Vietnam thì mình xem một số người họ sử dụng cái điều hòa đấy không có điều chỉnh được, nó tăng lạnh nóng từ từ mà là nó chỉ có nấc 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 đấy, bật lạnh là lạnh nhất, nóng thì nóng nhất, không hiểu cái thiết kế kiểu đó, thiết kế kiểu gì luôn, lỗi hay là như nào. Và họ đã update phần mềm điều chỉnh hay chưa, chứ còn những người mà đi Vietnam họ đang kêu như vậy đấy. Mà một chiếc xe 560 triệu mà phải gập gương bằng tay ấy, thực sự là nó rất là dở các bạn ạ. Cùng với cái tiếng motor nó kêu, khi mà họ đạp ga mình nghe tiếng motor kêu khá là to, tiếng y, tiếng đấy mình cảm thấy khó chịu. Cho nên là xe xăng nó vẫn cứ có sức hút hơn, chứ không phải là con xe điện đó. Mảng xe điện ấy, đây là cái mảng nó đốt tiền rất là khủng khiếp. Ai mà theo cái mảng này trụ được rất là khó. Hôm trước mình đọc bài báo đấy, Ford và GM, những cái hãng xe ô tô lớn nhất nước Mỹ đã phải coi như là dừng, tạm dừng giảm số lượng sản xuất xe điện. Đơn cử như là cái mảng xe máy điện ấy, phát triển là cũng 10-20 năm nay ấy, nhưng mà đã cạnh tranh được với xe xăng đâu, doanh số bán ra đâu có nhiều. Và khi mà làm xe điện này, các xe sẽ phải chịu lỗ rất là lớn. Kia trước mắt các bạn này, con E34 kia. Nhưng mà bây giờ E34 gặp trên đường toàn là gặp là xe taxi, taxi xanh, chứ còn người dân mua ít. Những người mà sẵn sàng bỏ tiền ra để mà trải nghiệm xe điện, những người đó thì đã mua rồi. Thế còn lại những người mà như mình đây, những người mà phải cân đo đong đếm, phải cân nhắc rất là kỹ khi mà xuống tiền mua xe ấy, thì sẽ phải cân nhắc tất cả những các yếu tố thiệt hơn. Thì những người này, đối tượng này lựa chọn xe sẽ rất là cẩn thận, và họ sẽ không đặt mình vào cái rủi ro, những cái rủi ro, những cái mà phải mạo hiểm. Bây giờ thì những cái ưu điểm của xe điện ấy, nó chưa tỏ ra là vượt trội so với xe xăng. Cái việc mà sử dụng xe điện thì thực ra là nó giảm gọi là cái khí thải, giảm nhiệt độ, đúng không? Máy nó nổ nó nóng hơn là cái việc là motor điện nó vận hành. Nhưng mà điện tạo ra từ đâu? Điện tạo ra từ nhiệt điện, thủy điện, điện năng lượng mặt trời. Điện thì cũng tạo ra từ thủy điện, nhiệt điện, năng lượng mặt trời. Và Việt Nam thì vẫn đang dùng nhiệt điện, cái tỷ trọng nhiệt điện chiếm khá nhiều phần trăm, gần một nửa. Cho nên là cái việc là đốt than để mà tạo ra điện thì nó tạo ra cái việc ô nhiễm môi trường. Rồi những cái pin, những cái cục pin khổng lồ đó tái chế được bao nhiêu phần trăm, thải ra những chất độc hại ra môi trường, kém gì đâu. Cho nên là việc mà gọi là bảo vệ môi trường, điện không tự dưng sinh ra. Ở Việt Nam mùa hè vừa rồi, Hà Nội thiếu điện trầm trọng, phải cắt điện luân phiên. Đấy, cái việc mà mưa nó ít đó, không có cái lượng nước để mà tích trữ để mà hoạt động ở thủy điện, thì phải đóng cửa một loạt các nhà máy điện. Ở đâu đó chỉ có một duy nhất thì phải, thủy điện Hòa Bình là còn hoạt động. Bây giờ sạc một cái ô tô 120.000 tiền điện
tương đương với hết khoảng 40 số điện. Các bạn hình dung ấy, sạc một cái một đêm mà hết 40 số điện, quá khủng khiếp. Gia đình mình dùng một tháng chỉ hết có tầm 300 số điện, không đến 300, mình nhà mình chỉ tầm 200 số điện thôi. Đấy, trong khi thì ô tô điện sạc một cái hết 40 số điện, bằng 1/5 cái lượng điện tiêu thụ của gia đình mình. Đấy, nếu mà có ô tô điện nữa, tiền điện nó lên rất nhiều, mấy triệu bảng. Mà điện thì chúng ta tính lũy tiến đúng không? Càng nhiều, số điện càng lớn thì chi phí phải trả càng lớn, càng tăng. Và sắp tới thì dường như là còn tăng cái giá mỗi kilowatt điện. Sắp sửa tăng giá điện rồi. Vậy thì rẻ hơn là rẻ hơn ở đâu vậy? Ngồi đếm cua trong lỗ thì đúng là rẻ hơn đấy. Ngồi đếm cua trong lỗ bảo là dùng 1-2 năm đầu, rẻ hơn. Còn 5-7 năm sau ấy, là biết mặt nhau ngay. Đó, biết xe nào rẻ hơn ngay. Rẻ hơn là cái gì, biết ngay. Cũng giống như là mấy cái ông mà đếm cua trong lỗ tính là mua xe điện để chạy dịch vụ đấy. Một tháng tiết kiệm được mấy triệu tiền xăng ấy. Nhưng mà các ông chạy dịch vụ một năm hơn chục vạn, mà pin của xe điện như VF5 thì nó chỉ bảo hành có 14 vạn thôi. Thế là chạy một năm là hết bảo hành rồi. Pin của các ông trụ được nổi 2-3 năm không? Với cái mức bào nhiều như là xe taxi, người ta đi xe xăng có thể bào tầm 5 năm. Đến 5 năm là xe nó tã. Còn xe điện bao 2 năm có chắc là cục pin nó còn trụ được hay không? Công đếm cua trong lỗ tính toán là nó tiết kiệm hơn vài triệu một tháng. Nhưng mà khi thay cục pin hơn 100 triệu, lúc đấy thì biết mặt nhau ngay. Nếu có xe xăng thì mua về đấy, cứ tà tà đổ xăng vào mà chạy thôi. Nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn sạc điện thì phải lo bao thứ. Mỗi lần là tính toán thời gian sạc, quãng đường di chuyển, lại phải vận dụng đầu óc, phải suy nghĩ tính toán làm sao cho nó hiệu quả nhất, kiếm chạm sạc, rồi sạc bao lâu, đợi bao nhiêu người, rồi thì công việc chuẩn bị như thế nào để mà phù hợp với việc là ngồi sạc điện. Xe xăng làm 2-3 năm rồi cũng bỏ, rồi xe điện làm cũng được 2-3 năm rồi, có bỏ hay không chưa biết. Cái này đợi thời gian trả lời thôi. Mình thì chưa đủ niềm tin và cũng chưa thấy cái lý do gì tối ưu để mà phải chuyển sang xe điện cả. Phân vân lựa chọn từ đầu cũng không mua xe điện, và đổi cũng chưa có lý do để đổi sang xe điện. Các bạn thì sao? Các bạn có sẵn sàng mạo hiểm với xe điện hay không? Sẵn sàng mạo hiểm cả gia tài để mà mua một chiếc xe điện hay không? Mình tin rằng nhiều người vẫn chưa sẵn sàng.